trận đầu tiên, đội cầu kè Trà Vinh đã xuất sắc. Không biết cầu kè có tận trợ trận đầu tiên của giải đấu sẽ giành luôn chiến thắng ở lượt trận tiếp theo hay không nữa. Hai đội là máy tới nha, Vũ ơi. Bên sau có người mất cái ở cự ly 500m năm 2019 vừa qua, đã nhận được sức mạnh cũng như tấn công game của các vận động viên. Thưa quý vị, hai đội Vĩnh Long và cầu kè Trà Vinh. Thì như chúng tôi nhận thấy với trang phục màu trắng đang bơi ở đường đua số 2 là đội cầu kè Trà Vinh đang nhỉnh hơn đội ghe nho Vĩnh Long đang bơi ở đường đua số 1. Quý vị cùng cổ vũ cho hai đội ghe một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn quý vị và hai chúng tôi nhận thấy rằng đội ghe ngô cầu kè đang ung dung về đích, giữ khoảng cách hơn một thân ghe rồi. Với những máy đồng rất là đều của đội ghe ngô cầu kè đang ung dung tiến về đích còn khoảng 100m nữa thôi. Chúng ta cùng cổ vũ thật lớn cho hai đội. Và chắc chắn với những máy đồng rất đều của sẽ giành chiến thắng một lần nữa ở vòng thứ hai trước đội ghe ngô Vĩnh Long. Xin chúc mừng đội ghe ngô cầu kè Trà Vinh. Và kính thưa quý vị, tiếp theo là trận đấu giữa đội ghe ngô Kiên Giang và đội ghe ngô Cà Mau. Đội Kiên Giang đang bơi ở đường đua số 1 bên phía phường 5 có dừng lại đây, và đội ở đường đua số 2 là đội Cà Mau. Hai đội đã di chuyển cùng được nửa đoạn đường. Ở nội dung 1200m, một nội dung phải rất là tốt và có những màn nước rút thật xuất sắc để giành chiến thắng giữa các trận đấu. Không biết ở lượt vòng thứ hai này đội ghe ngô Cà Mau và đội Kiên Giang ai sẽ giành chiến thắng ở vòng hai này, chúng ta cùng chờ xem. Và ở lượt vòng đấu đầu tiên, Kiên Giang đã để thua đội ghe ngô cầu kè Trà Vinh, và ở vòng thứ hai này không biết Kiên Giang có thay đổi cũng như chiến thuật để giành chiến thắng ở vòng hai này hay không. Trước đội ghe ngô Cà Mau đã giành chiến thắng trước đội ghe ngô Vĩnh Long ở vòng 1. Vâng, và đội Kiên Giang đang bơi ở đường đua số 1 đối diện với đây trong trang phục màu xanh, và trong trang phục màu đỏ là đội ghe ngô Cà Mau đang bơi ở đường đua số 2 rất xa kìa, chưa có thể thấy ghe nào nhỉnh hơn ghe nào, hoặc còn khoảng 200m nước nữa thôi. Một cổ vũ thật lớn cho hai đội tất cả quý vị ạ. Ghe ngô Cà Mau trong trang phục màu đỏ đang ở đường đua số 2 số kìa. Và thế chúng tôi nhận thấy rằng ghe ngô của Kiên Giang đang nhỉnh hơn ghe Cà Mau. Hai đội cố lên. Qua những máy dập rất đều của đội Kiên Giang giành chiến thắng trước đội ghe ngô Cà Mau.
số 1. Đấy, hai đội đang di chuyển được nửa đoạn đường. Với nửa đoạn đường như chúng tôi đã ngon và quyêu, đội cây ngô đang rất đều dầm. Có thể nói đội cây ngô Càng Long trong những năm gần đây thi đấu rất xuất sắc tại các giải trong tỉnh cũng như khu vực. Đội cây ngô Càng Long năm 2013 đã chinh phục giải Festival Đồng bằng sông Cửu Long, đã đoạt giải nhất và tiếp tục phát huy ở 2015-2019 á quân trước đội cây ngô Phòng Thiết Sách của Sóc Trăng. Và thấy chúng tôi nhận thấy là đội cây ngô Phòng Sách rất quen thuộc những thống của đội cây ngô Càng Long đang ung dung về đất, bỏ rất xa đội cây ngô Bạc Liêu. Đội cây ngô không thể không giành chiến thắng rất xuất sắc trước đội cây ngô Bạc Liêu. Và còn 20 mét nữa thôi, xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đội cây ngô đầu tiên trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Ban tổ chức đề nghị các đội vừa thi đấu về đến xong, chúng ta nhanh chóng tiếp nước cũng như thay người khẩn trương trong vòng di chuyển chính giữa sông để các cây kéo nhanh chóng đưa về điểm xuất phát để thi đấu vòng tiếp theo. Đề nghị các trọng tài ở các điểm thay người, chúng ta nhanh chóng cho các đội thay người nhanh chóng khẩn trương